chợ anh em mình nha. Một con xe máy dầu tự động anh chị, mà trục bô đó, máy dầu tự động trục bô, mà giá cực kỳ rẻ luôn. Mà con này là rất là cọp, một chủ nữa, mà được sản xuất và đăng kiểm là dưới tới 22 lận, em này mẫu 21, 12 gì đó, đẹp lắm, mẫu mới mà, ABS túi khí đầy đủ, phom dán đẹp. Để cho em mình phom này thì chỉ có 315 triệu à. Mẫu này bên em có màu đen và có màu kem luôn. Mà này kêu màu gì anh em comment bên dưới đi. Em không biết nhận định mà này kêu màu gì nữa, màu kem hay màu xám không biết. Nhưng mà anh em nào gần thì anh em comment giúp em nha. Đó, mình còn màu đen với màu này nữa nè, anh em qua lựa. Để cho mình anh em mình chỉ có 315 triệu thôi, phom mới đẹp lắm anh chị nha. 4 mâm 4 vỏ mới tinh nè, sơn si rất là đẹp. Tích hợp xi nhan gương luôn nè, đăng kiểm tới 5 sao luôn nè. 4 mâm 4 vỏ mới luôn, giá rẻ bèo à. Giá này đợi gì nữa anh chị. Forever Red máy dầu, dàn ghế là ghế da zin luôn nè anh chị. Đó, ghế zin nó hơi nhăn nè, nhưng mà anh em nào thích em lập mới cũng được nữa, nhưng mà theo em để zin này nhìn có giá trị hơn nha. Hai dàn lạnh nha anh chị nha. Đó, ABS tú khí, phom dán đẹp, tự động, máy dầu. Tú khí ABS đầy đủ, xe nguyên zin, không đâm đụng, không cấn, không đâm va gì hết á. Bao dùng bao xài mà. Anh chị quan tâm thì nhắc máy em 0866678971, 0834333371. Có xem là em sẽ cố bớt cho anh em mình nha. Em cảm ơn nhiều lắm anh chị em mình ơi.